Xin chào tất cả anh em trên toàn quốc, mình là Đại đây. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em về một cây Rook River của hãng Crossman USA. Crossman USA, cây Rook River chữ A. Với tổng chiều dài của cây Rook River này là 40 cm, dài 40 cm, với 4 đầu rút, 1, 2, 3, 4. Nó rút được từ 2.5 ly đến 5 ly là 4 đầu, 2.5, 3.2, 4.8, 5 ly. Với thiết kế toàn thân của nó là bằng kim loại hết. Sơn rất là dày, rất là chắc, không có sợ bị chóc sơn đâu. Tay cầm của nó là cao su đúc. Cái này là cao su đúc. Thiết kế lò xo rất là êm. Khi mà anh em bỏ vào, mở ra, nó sẽ hút vô. Rồi, bắt đầu anh em bấm. Rất là nhẹ, nó tạo lực rất là mạnh. Nó sẽ rớt cây dư ra từ lỗ này. Nó sẽ rớt ra luôn, không có bị mắc kẹt kim cho anh em. Sử dụng rất là ok. Với thiết kế càng chữ A này thì nó bấm lực rất là nhẹ, rất là êm cho anh em. Với lại anh em làm những góc hẹp trên trần hay là đóng pano thì dùng của nó rất là nhiều. Mở ra nó xịt vào rất là nhẹ nhàng. Không có sợ bị kẹt kim cho anh em nha. Không bị sợ kẹt mấy cái cây này đâu. Lỗ thoát của nó rất là rộng. Mình muốn giao lưu với anh em cây kìm Rook River chữ A Crossman USA này với giá là 650.000, chưa bao gồm phí ship. Một cây như thế này có giá là 650.000, chưa bao gồm phí ship. Toàn bộ khung của nó đều làm bằng kim loại nha anh em, toàn làm bằng kim loại hết, không có nhựa trong đây đâu, chỉ có cán tay cầm là đúc bằng nhựa đúc cứng thôi, bằng nhựa cứng luôn. Cán này là nhựa cứng, rất là chắc, rất là khỏe. Anh em đỡ cái kim vào và tách ra, nó sẽ lọt vào đó, bắt đầu nó bám ngàm, bám rất là chắc, rất là nhẹ, rất là êm cho anh em, không có bị kẹt phôi. Mình xin kết thúc video tại đây. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em đặt hàng vui lòng liên hệ vào hai nick Facebook đó là Trần Thái Đại và Thạch Nhất Kim. Số điện thoại liên hệ là 0966425154 và 0355734853. Mình xin nhắc lại là cây kìm Rook River này mình bán với giá là 650.000, chưa bao gồm phí ship một cây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.